Chào các bạn. Hôm nay tôi mới được tặng một cái cuốn lịch mới. Thế là gần như một cái năm 2018 đã qua, còn sót lại vài ngày của năm 2018. Hy vọng rằng là trong cái một năm, tôi đã có những cái cống hiến đóng góp cho cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hôm nay thì cũng với một cái thông điệp đó, tôi tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Đi Kiện Nhớ Mô Tả Chứng Cứ Cho Tòa Án. Thưa quý vị, đi kiện nhớ mô tả chứng cứ cho tòa án là một cái câu chuyện mà vị khách hàng của tôi khi đi kiện, họ không mô tả được hết cái chứng cứ cho tòa án, dẫn đến cái kết quả là bác yêu cầu khởi kiện. Thì hôm nay tôi muốn tóm tắt lại cái yêu cầu của khách hàng để cho họ trong một cái phiên phúc thẩm, một cái hành trình không đơn độc của khách hàng. Nếu quý vị và các bạn ai đó đang xem cái video này và quý vị và các bạn cảm thấy đơn độc trong cái cuộc chiến không có luật sư, thì hãy đến với tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn thêm cái ý kiến. Câu chuyện của chị xoay quanh vấn đề là chị có một cái quyền sử dụng đất. Thì trong cái quá trình mà quản lý sử dụng từ sau năm 1975 đến nay, thì cái phần mà vô dư đó được xem là vỉa hè đó đã được cái người chủ cũ bán lại cho gia đình chị từ những trước năm 1975. Và các bạn thấy rồi, đúng ra là sau năm 1975, nếu chị tin ý thì chị sẽ xin hợp thức hóa cái phần đất này. Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy được rằng quá trình quản lý sử dụng ổn định trên 30 năm thì được cấp giấy. Mà cái hay của cái hồ sơ của chị là như thế này các bạn ạ. Cái hay của hồ sơ của chị rằng là ví dụ đây là cái quyền sử dụng đất của chị, thì bên cạnh cái quyền sử dụng đất của chị, mặc dù không được nhà nước công nhận nhưng vẫn có, chị vẫn lập tôn, lập khoảng hơn 10 tấm tôn. Mà các bạn biết rồi, một cái tấm tôn có chiều dài 2m2, điểm từ cái xuất phát từ bên nhà chị qua bên nhà liền kề. Thì các bạn biết rồi, nhà mặt phố mà, có tất đất tất vàng, cho nên cái nhà liền kề họ mới có cái hành vi gọi là phá, đập phá cái phần đất này nè, đập phá, phá cái tấm tôn ra. Nguyên tắc mà đất mình đang quản lý sử dụng, cái trái hiên nhà mình ai phá? Chị đã có cái việc là khiếu kiện, khiếu nại chứ. Và cái ông hàng xóm này, ông bị phạt, xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên cái việc khi chị lên tòa, chị lại không mô tả cái hành vi xử phạt vi phạm hành chính từ những năm 2000 đó. Đúng ra nếu chị cho rằng, khi đi kiện chị cho rằng tòa ơi, quyền sử dụng đất này tôi quản lý sử dụng từ trước năm 1975, việc quản lý sử dụng trước năm 1975 có cơ sở pháp lý, là những cái tấm tôn nè, nó qua thời gian, hiện tại nó vẫn còn hiện hữu tới thời điểm này nha tòa ơi. Mặc dù tôn vẫn y nguyên như vậy, tuy nhiên rằng hiện trạng không có thay đổi quý vị và các bạn ạ. Thì phán quyết của tòa
do chị không có một cái mạch logic các bạn ạ, không có cái đưa ra chứng cứ toàn diện, chứng cứ đầy đủ, cho nên tòa công nhận. Vì cái ông hàng xóm ông chiếm mà, ông chiếm một cái phần đất. Và bản án của tòa thì cũng hơi lạ, là buộc cắt cái phần tôn hơn 1 mét gì đó. Và tôi cho rằng là một cái phán quyết nó hơi lạ. Tại vì thông thường các bạn ạ, thông thường thì nếu trong trường hợp quyền sử dụng đất là của cái ông hàng xóm, mà chị này chỉ xây trên đất của ông hàng xóm, các bạn ạ, nếu quyền sử dụng đất được nhà nước cấp của ông hàng xóm và chỉ xây trên đất ông hàng xóm, thì phán quyết của tòa buộc chị phải tháo vỡ, tháo dỡ nó đi là chuyện bình thường. Còn bây giờ quyền sử dụng đất chưa vẫn chưa phải là của ai cả, quyền sử dụng đất vẫn chưa thuộc của chị, chưa thuộc của ông hàng xóm. Tuy nhiên cái cơ sở pháp lý là chị đã có những cái tấm tôn qua các thời kỳ lâu lắm quý vị và các bạn, từ trước năm 1975, sau năm 1975 khi ông hàng xóm có hành vi phá hủy thì chị đã khiếu nại và đã có cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên là cái tính triệt để nó không có, cho nên cái người hàng xóm này họ mới tiếp tục. Họ quản lý đâu có nhiều đâu quý vị, họ chỉ quản lý có hơn 1 mét thôi. Và phán quyết của tòa thì lại nó nằm trên phần đất của ông hàng xóm, cho nên công nhận quyền sử dụng đất cho ông hàng xóm. Tuy nhiên rằng là tòa lại có, không lẽ giờ cái tôn của chị là phủ là toàn bộ là 2m2, trong khi đó cắt cái phần tôn đó, thì tôi cho rằng là khi chúng ta đi khởi kiện ở tòa, chúng ta phải có cái nguồn gốc đất. Tòa ơi, người chủ đất bán cho tôi đất tại thời điểm đó, nhà tôi và công trình phụ trên đất vẫn được cấp. Các bạn ạ, nhà tôi và toàn bộ những cái công trình phụ, và công trình phụ nó tồn tại, nó hiện hữu cho tới thời điểm này. Còn nếu như trong trường hợp ở đây có là một cái, tại thời điểm chị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị phải cập nhật luôn cả phần diện tích đất ở phía ngoài mình lập tôn đó. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại vấn đề, trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi vẫn trao cho quý vị và các bạn những cái chứng cứ. Và tôi nghĩ rằng trong quá trình mình đi khởi kiện ở tòa, mình phải trình bày nguồn gốc trước năm 1975 là đất của chủ đất đã bán cho gia đình tôi. Trong đó có một cái máy lập tôn, 8 tấm tôn dựng lên ở phía bên hông. Trong quá lịch trình quản lý sử dụng có một cái sự tranh chấp, và tôi đã nhờ cái cơ quan hành chính, và phía cơ quan chủ quản đã xử phạt vi phạm hành chính vào những năm 2000. Nhưng cái ông hàng xóm ông vẫn tiếp tục quản lý sử dụng. Quyền sử dụng đất của tôi là chiếm hữu, là được mua bán, mặc dù không thể hiện trong giấy tờ đất, tuy nhiên qua quá trình đăng ký kê khai, qua các thời kỳ, dưới mái hiên là của nhà tôi chứ không có khi nào mà dưới mái hiên của nhà tôi trong tồn tại trong hơn từ ngày sau năm 1975 tới nay là 43 năm, dưới mái hiên mà không lẽ là của ông nhà hàng xóm, cái mái hiên của nhà tôi mà. Tôi cho rằng chúng ta cần phải thận trọng mô tả cho tòa từ những cái tình tiết nhỏ nhất, để cho tòa thấy được rằng là
cái việc yêu cầu khởi kiện của chúng ta là có căn cứ và hợp pháp. Hy vọng rằng video này đến tận tay những anh chị em làm đi khởi kiện và sẽ được tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Chắc chắn là tới Noel và tôi sẽ dừng lại không post bài lên vào trong cái khung thời gian từ 8 giờ, vì tôi sẽ post những thời gian để vui chơi và bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sẽ tiếp tục với quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi cần luật sư trả lời, cần luật sư trả lời có phí, thì chúng ta cũng hãy chủ động mạnh dạn liên hệ với luật sư thông qua cái số điện thoại là 0903 392 861. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình.